Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình hôm nay 19 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, sáng 19 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và công tác hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo dấu ấn quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển, sáng 19 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, Lào Cai và 199 đại biểu là cán bộ hội viên tiêu biểu đại diện cho phụ nữ toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh thực hiện phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển. Đại hội đề ra 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 11 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp chung, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, giai đoạn 2021-2026. Các tham luận tại đại hội đã tập trung góp ý vào giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp hội và cán bộ phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị, xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong xây dựng gia đình văn hóa no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, chú trọng vào việc hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút hội viên, kịp thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Ban thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 11, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Nhân dịp này, Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2021. We'll be right back.
quý vị và các bạn, vào sáng ngày 19 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát tại tỉnh đang rất cao. Đặc biệt trong tuần qua, tỉnh ta ghi nhận 6 ca mắc trong số những người từ tỉnh Bình Dương về tỉnh. Do đó các địa phương phải chủ động kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch, sẵn sàng các phương án ứng phó hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của tỉnh, chỉ đạo của Trung ương. Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và có ý kiến làm rõ một số nội dung về việc thực hiện công tác kiểm soát người và phương tiện qua chốt trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt để không xảy ra các trường hợp công dân trốn qua chốt. Tuyên truyền để nêu gương, tập trung những điển hình làm tốt công tác phòng chống dịch tại cộng đồng. Thông tin cụ thể những trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin. Tuyên truyền những biện pháp thích ứng mới theo tình hình dịch bệnh. Sở Y tế báo cáo cụ thể, trực tiếp nội dung liên quan đến trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, đặc biệt là bình oxy, giường điều trị. Kịp thời có công văn để xin thêm vaccine, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong các khu cách ly. Các huyện, xã tập trung công tác tiêm vaccine, thành lập thêm các tổ lưu động, hỗ trợ công tác tiêm cho người dân. Tập trung tiêm nhanh đối với các xã Vành Đai, thị trấn, thị tứ. CDC chủ động việc đôn đốc khám sàng lọc đến các huyện để kịp thời khoanh vùng, dập dịch nếu có các trường hợp nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ huy phân công nhiệm vụ kiểm tra những địa điểm nghi ngờ, cách vận hành của các khu cách ly, các xã, các cơ sở kinh doanh trong công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Sáng ngày 19 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan và các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả triển khai thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, tiếp cận nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã năm 2012. Tại Lai Châu, ước đến hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ có 145 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 135 tổ hợp tác so với năm 2004, đã tạo việc làm cho trên 1.100 thành viên. Đến hết năm 2021 sẽ có 150 hợp tác xã nông nghiệp. Tổng doanh thu bình quân dự kiến của hợp tác xã nông nghiệp năm 2021 khoảng 850 triệu đồng, tăng 600 triệu đồng so với năm 2004. Thu nhập bình quân của các thành viên lao động của hợp tác xã khoảng 48 triệu đồng một năm. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, nghị quyết số 13 và luật hợp tác xã 2012 đã tạo động lực cho hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển và phát triển có hiệu quả. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn những quan điểm, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và các giải pháp được nêu trong nghị quyết số 13. Tập trung hơn nữa cho lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, hăng hái thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào phụ nữ và công tác hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo dấu ấn quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Phóng sự sau đây điểm lại những kết quả nổi bật của công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện phong trào thi đua, Lai Châu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Khẳng định vai trò, kết nối qua các chương trình an sinh xã hội như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tiếp bước em đến trường, mái ấm tình thương. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp đỡ 5.200 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 500 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, phối hợp dạy nghề cho hơn 7.700 lao động nữ và giới thiệu việc làm cho 1.700 lao động nữ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống. Nữ đã quan tâm đến gia đình tôi, đã hỗ trợ được một con trâu năm 2013, bây giờ đã sản xuất ra được cũng là tốt. Không chỉ năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, phụ nữ Lai Châu còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp hội triển khai sâu rộng, đồng bộ và sáng tạo nội dung ba sạch về các mô hình bảo vệ môi trường. Trong 5 năm, các cấp hội đã trồng trên 145 tuyến đường hoa, duy trì 117 đoạn đường xanh, sạch đẹp, vận động làm 77.800 viên gạch sinh thái, hỗ trợ xây dựng 19.900 nhà tiêu hợp vệ sinh và tham gia trồng trên 19.000 cây xanh, giúp đỡ hơn 1.200 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình, 5-0, 3 sạch. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với cuộc vận động mà xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, thì do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai, thì đã được người dân ở trên thôn bản Nậm Sáng là hưởng ứng tích cực ạ. Đặc biệt là người dân ở đây chú trọng đến cái vấn đề là ba sạch, sạch bếp, sạch nhà và sạch ngõ ạ. Thì đến hiện nay là ở trên thôn bản đã xây dựng được một tường bao quanh nhà văn hóa, xây dựng được ghế ngồi ở nhà văn hóa và làm được con đường hoa dài 500m. Phụ nữ Lai Châu ngày càng tích cực, chủ động, ý thức được trách nhiệm và quyền công dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền, trong công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Đồng thời, làm tốt công tác giới thiệu, lựa chọn công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền tại địa phương. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt tỷ lệ 16,67%. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cấp tỉnh đạt tỷ lệ 36%. Trong nhiệm kỳ vừa qua, để nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thì Hội Liên Phụ Nữ tỉnh cũng đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Hội Phụ Nữ cấp trên đã lãnh đạo chỉ đạo đối với các cơ sở hội của mình là có các hỗ trợ về các đề án cho phụ nữ phát triển kinh tế như là đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, rồi phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, rồi phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, thành lập các tổ tiết kiệm để cho chị em hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội Phụ Nữ tỉnh cũng mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề, rồi giới thiệu việc làm cho các chị em phụ nữ. Do vậy, Hội viên phụ nữ cũng đã mạnh dạn, vươn lên, đã có nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh, trong đó có nhiều những cái sản phẩm mà của chị em phụ nữ tỉnh đã đóng góp vào cái phong trào phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 là cơ sở tiền đề để các tầng lớp phụ nữ Lai Châu tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị, thưa các bạn, 2/3 trong tổng số cán bộ công chức viên chức của toàn ngành y tế tỉnh Lai Châu là nữ nhân viên y tế, điều dưỡng, y bác sĩ. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trực tiếp đối diện với hiểm nguy, từ những người làm nhiệm vụ sàng lọc cộng đồng,
trong các phòng xét nghiệm hay trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Họ luôn cống hiến toàn bộ sức khỏe, trí tuệ, gạt đi những niềm riêng để vững vàng nơi đầu sóng. Vâng, và những ngày tháng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 đối với nam giới thì đã vất vả. Đối với nữ giới, sự vất vả đó thì tăng lên gấp bội lần. Gác lại bộn bề lo toan gia đình, những nữ y bác sĩ của ngành y tế tỉnh Lai Châu với tinh thần trách nhiệm cùng với y đức của người thầy thuốc đã trở thành sức mạnh giúp cho các chị tiếp tục chiến đấu với những đêm trắng, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đang đến rất gần, và hơn tất cả những món quà, ngày 20 tháng 10 xin gửi lời chúc những nữ ngành y luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Là tỉnh biên giới, sự nghiệp y tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị, nguồn nhân lực. Nhưng tỉnh Lai Châu đã tổ chức cho 3 đoàn y bác sĩ tình nguyện với gần 100 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch. Thời điểm này, dù dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt, song do đặc thù, khối lượng công việc ở các bệnh viện vô cùng lớn, làm việc trong điều kiện vất vả. Song vẫn có hàng trăm y bác sĩ điều dưỡng sẵn sàng đăng ký lên đường vào miền Nam chống dịch khi có yêu cầu. Trong đó có cả những nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng. Rất là muốn cống hiến cái công sức bé nhỏ của mình để muốn được vào trong đấy, được cùng với các anh chị góp sức để chống dịch. Về phía gia đình thì bản thân em, gia đình em thì ông bà thì không có. Nhưng tuy nhiên thì em đã thống nhất với lại chồng em và cũng rất là được sự nhất trí của chồng và cũng là ủng hộ, rất là nguồn động lực rất là to lớn từ chồng và gia đình hai bên ủng hộ em. Em cũng mong là sau cái đợt này sẽ được vào trong miền Nam để được cống hiến một chút phần sức lực nhỏ bé của mình. Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 6 ca bệnh COVID-19 là công nhân trở về từ Bình Dương, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường và Bệnh viện Phổi tỉnh. Xác định, nhiệm vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thì ở nơi đâu cũng vậy. Đều là những công việc nguy hiểm, xa gia đình và cách ly với xã hội. Nhưng các nữ bác sĩ, điều dưỡng luôn sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch. Nắm bắt được tâm lý sợ hãi, lo lắng của người bệnh, các chị luôn cố gắng, kiên trì động viên bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn của bệnh tật. Cùng với lại các đồng nghiệp là cũng điều trị cho bệnh nhân này, phải sinh hoạt tại chỗ ở đây, không được tiếp xúc ra ngoài và về với gia đình. Thì cũng có cái khó khăn, nhưng mà vì bệnh nhân thì chúng tôi vẫn phải cố gắng khắc phục, hướng dẫn bệnh nhân là uống thuốc này, chăm sóc và hướng dẫn bệnh nhân cách tập thở, phục hồi để phục hồi sức khỏe. Chúng tôi và đồng nghiệp cũng nhanh chóng được trở về gia đình. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, những nữ nhân viên y tế không chỉ giỏi chuyên môn, tỉ mỉ cẩn trọng trong công việc, mà còn phát huy rõ nét bản tính dịu dàng khi làm nhiệm vụ. Nhờ có họ, những người được lấy mẫu xét nghiệm, những bệnh nhân được chăm sóc, điều trị đều cảm thấy yên tâm và gần gũi hơn. Các y bác sĩ chăm sóc điều trị bệnh nhân trong các cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống dịch cũng phần lớn là nữ chiếm đa số. Thế thì đa số các đồng chí nữ này thì đóng góp rất lớn cho vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, một nhiệm vụ thường xuyên khám chữa bệnh. Ngoài ra là trên mặt trận phòng chống dịch cũng rất là đông đảo lực lượng nữ, kể cả có những đồng chí có thể nói là cũng tham gia nhiều cương vị lãnh đạo. Đấy, nữ thì có thể nói là tiến tới ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì có thể nói là tôi thấy rằng là đóng góp của các đồng chí nữ nhân viên y tế rất là lớn cho các cái mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn lâu dài và những nữ y bác sĩ vẫn đang ngày đêm nỗ lực vững vàng nơi tuyến đầu cùng các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình thường mới cho người dân. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên hiện có hơn 1.500 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội. Để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của địa phương, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã tích cực góp sức, chung tay bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, xây dựng các mô hình thực hiện tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với đề án xây dựng bản nông thôn mới nâng cao. Phản ánh của phóng viên thời sự, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chi hội phụ nữ bản Nà Uốn xã Bắc Ta có 120 hội viên phụ nữ. Chị em phụ nữ tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để xây dựng bản nông thôn mới nâng cao.
Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ Nữ xã đã hỗ trợ xi măng để xây dựng 20 lò đốt rác quy mô hộ gia đình, tổ chức hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường. Gia đình chị Lò Thị Binh là một trong những hộ được hỗ trợ xi măng để xây dựng lò đốt rác. Nhờ được tuyên truyền hướng dẫn, chị đã biết cách phân loại và xử lý rác thải. Chiếc lò đốt rác được xây dựng xa nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trước đây, những loại rác thải trong sinh hoạt gia đình rất nhiều nhưng không biết xử lý thế nào, thường vứt ở dọc đường hoặc dưới gầm sàn. Từ lúc được nhà nước hỗ trợ tiền để xây dựng lò đốt rác, gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi. Sau 2 tháng sử dụng, đã thấy có hiệu quả rõ rệt. Thấy được những lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch như đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao mức sống của người dân nông thôn, đồng thời phát huy được bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh Sapakta nói riêng, huyện Tân Uyên nói chung đến với vùng miền khác. Hội viên phụ nữ, nhân dân trong bản tích cực tham gia hưởng ứng. Hội phụ nữ đã phối hợp với bản chăm sóc con đường hoa bằng lăng, phát dọn đường bản, nạo vét cống rãnh, hướng dẫn các hộ vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, bờ rào, tạo cảnh quan. Vì lộn thường xuyên hội chị em phụ nữ về dọn dẹp vệ sinh môi trường làng bản cuối thứ sáu hàng tuần, là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới 2021-2026, Hội Phụ Nữ Sapakta đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với đề án xây dựng bản nông thôn mới nâng cao. Tập trung các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, mở các lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề. Động viên hội viên tích cực tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Ngoài ra, hội cũng đầu tư xây dựng mới các mô hình kinh tế giỏi, thoát nghèo điển hình, sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đến nay, dư nợ ngân hàng qua tổ chức hội là hơn 12 tỷ đồng với gần 270 hộ vay vốn. Tuyên truyền 8 tiêu chí đến 100% hội viên phụ nữ trong toàn xã. Và để thực hiện có hiệu quả đối với bản điểm thực hiện cuộc vận động thì Hội Phụ Nữ cũng đã chủ động để xin nguồn hỗ trợ để các hộ gia đình và triển khai xây dựng cái mô hình lò đốt rác tại hộ gia đình. Tại bản Na Ún là bản Tân Bắc, ngoài cái thực hiện xây lò đốt rác thì chúng tôi còn tổ chức các cuộc tuyên truyền sinh hoạt hội viên lồng ghép với mô hình câu lạc bộ, là tổ chức phân hướng dẫn hội viên phụ nữ phân loại rác thải và thực hiện cái vệ sinh làng bản vào chiều thứ sáu hàng tuần đối với các chi hội thôn bản. Và chị em cũng đã thực hiện rất là tích cực và hưởng ứng nhiệt tình cái phong trào và cuộc vận động 503 sạch. Phát huy kết quả đã đạt được, Hội Phụ Nữ Sapakta huyện Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với các phong trào thi đua của hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp. Là tỉnh vùng cao biên giới, Lai Châu có địa hình hiểm trở, phức tạp, nhiều đoạn cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành quy định luật giao thông đường bộ, vẫn còn phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm hoặc uống rượu bia khi tham gia giao thông. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các huyện, thành phố đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các nhà trường, khu dân cư, tổ chức hoạt động tuyên truyền người dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, sử dụng phương tiện đảm bảo điều kiện khi tham gia giao thông để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh giảm 14 vụ tai nạn va chạm giao thông. Tổng kinh phí gần 261 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư vào xây dựng đường giao thông trục chính và đường nội đồng vùng chè tại địa bàn huyện Than Uyên từ năm 2016 cho đến nay. Kết quả, toàn huyện có trên 113 km đường giao thông đến các vùng chè tại các xã được đầu tư thuộc đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao của tỉnh và đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2020. Nhờ được đầu tư hạ tầng giao thông kịp thời đã tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn huyện Than Uyên trồng mới trên 1.250 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 1.347 ha. Sản lượng đạt gần 2.500 tấn,
giá trị thu nhập trên 40 triệu đồng một hecta. Hiện nay, huyện Than Uyên đã hình thành được các tiểu vùng chè tại các xã Phúc Than, Hua Nà, Mường Cang, Mường Mít, Tà Mung, Mường Kim, Ta Gia, Khoen On và Tà Hửa. Hiện nay tại cửa khẩu Ma Lù Thàng vẫn chưa nhập khẩu sản phẩm chuối tươi. Một số doanh nghiệp hợp tác xã xuất khẩu chuối trên địa bàn tỉnh đã chuyển hàng xuất qua cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang, cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn. Trung bình một ngày, các cơ sở thu mua từ 40 đến 70 tấn chuối thành phẩm, với giá thu mua từ 5.000 đến 10.000 đồng trên 1 kg. Riêng trong tháng 10, sản lượng thu hoạch chuối quả đạt gần 4.100 tấn, đã tiêu thụ được gần 3.700 tấn, còn tồn 398 tấn. Đối với sản phẩm củ chuối khô, mía tươi, hạt tiêu, củ lạc, quả dưa khô, vỏ cây bời lời khô, hiện nay cửa khẩu Ma Lù Thàng đã mở cửa trở lại. Tổng lượng hàng hóa xuất khẩu đã qua kiểm dịch thực vật là 9 lô với khối lượng 580 tấn. Tuy nhiên, sản phẩm thảo quả không được xuất khẩu do chưa được phía Trung Quốc đưa vào danh mục các mặt hàng được phép nhập khẩu và đang chờ đàm phán, dẫn tới lượng thảo quả tồn trong các hộ dân, doanh nghiệp lớn khoảng 1.000 tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình của chúng tôi được đăng tải trên kênh YouTube và fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại hai địa chỉ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.